Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách gắp một con quạ. Mời các bạn cùng theo dõi. Ta chuẩn bị giấy A4, giấy kích thước là 20x20. Giờ chúng ta bắt đầu. Đầu tiên, ta gắp hai đường chéo. Tiếp tục gấp hai đường ngang. Ta mở ra và được một hình như thế này. Và bên đây ta cũng làm như vậy.
cái phần này cũng hơi khó thấy một cái xíu nha các bạn, và các bạn thông cảm nha.